Nga tập kích, phá hủy xe thiết giáp chở quân Ukraine tại Kursk. Ukraine rút quân vội vàng, Nga giành khu vực dài 20 km trong 24 giờ. Israel ném bom thành phố Liban sau khi yêu cầu toàn bộ dân rời đi. Hamas tuyên bố không chấp nhận ngừng bắn tạm thời tại Gaza. cử tri Mỹ bất an trước ngày bỏ phiếu chính thức. Mỹ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ vũ khí hạt nhân cho Hàn Quốc. Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube Báo Giao thông. Chương trình xin được cập nhật những tin tức mới nhất và hấp dẫn về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Sau đây là phần tin chi tiết. Cập nhật những tin tức nóng liên quan đến tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine. Lực lượng vệ binh quốc gia Nga mới đây cho biết, Nga đã triển khai máy bay không người lái tự sát, phá hủy một chiếc xe bọc thép chở quân VAB của Ukraine do Pháp sản xuất tại khu vực Kursk. Video quay từ hiện trường cho thấy, sau khi xác định được mục tiêu, chiếc UAV đã lao nhanh vào phương tiện, khiến nó bốc cháy. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Ukraine đã mất hơn 350 binh sĩ và 25 thiết bị tại khu vực Kursk của Nga trong một ngày qua trong đó bao gồm một xe tăng và một xe chiến đấu bộ binh. Quân đội Nga đang tiếp tục hoạt động nhằm đẩy quân Ukraine ra khỏi khu vực biên giới này. Truyền thông Ukraine cho biết, trong đêm 30, dạng sáng ngày 31 tháng 10 theo giờ địa phương, Nga đã phóng 10 tên lửa các loại vào khu vực Odessa. Người đứng đầu chính quyền khu vực Odessa, ông Oleg Keeper, viết trên Telegram rằng, quân đội Nga đang tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào khu vực của chúng tôi, 10 tên lửa các loại đã được phóng đi. Thông tin về thiệt hại và thương vong đang được cập nhật. Trước đó, thị trưởng thành phố Odessa, Hennady Chukhanov cho biết các tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ở Odessa. Lực lượng vũ trang Ukraine cảnh báo tên lửa bay dọc bờ biển đen hướng tới Odessa. Cùng ngày, không quân Ukraine cho biết Nga đã tiến hành tấn công vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine với 43 máy bay không người lái và 12 tên lửa các loại. Ông Sergei Popko, người đứng đầu cơ quan quân sự ở Kiev, Thông tin rằng quân đội Nga đã tổ chức một cuộc tấn công bằng UAV vào thành phố này và gây ra một số thiệt hại về vật chất. Thông báo của ông Popko nêu rõ: "Chúng tôi xác nhận một số mảnh vỡ UAV được phát hiện ở quận Podinsky trong cuộc tấn công UAV của Nga nhắm vào Kiev. Ngoài ra, nhiều báo cáo trước đó cho thấy một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở đó. Các cơ quan khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường." Theo vị quan chức trên, cuộc tấn công lần này của Nga cũng khiến một số đường dây điện cao thế ở thành phố Kiev bị hư hại. Hiện chưa có thương vong về người được giới chức địa phương ghi nhận. Trong một diễn biến đáng chú ý, ông Vladimir Rogov, quan chức thân Nga ở Zaporizhia cho biết Moscow đã giành được giải đất dài 20 km ở Donetsk trong một ngày sau khi Ukraine rút quân nhanh chóng khỏi đây. Ông Rogov cho hay một số thành tựu đã đạt được ở khu vực phía nam Donetsk tại Novo Ukrainska và Bogo-Yavlenka. Nga đã giành được giải đất nằm giữa chúng, nơi Ukraine từng kiểm soát. Nó dài hơn 20 km. Theo ông Rogov, do binh sĩ Ukraine đã rút lui vội vàng theo hướng Bắc, nên Nga chỉ mất chưa đầy một ngày để giành được khu vực này. Trong thời gian qua, Nga liên tiếp giành được lãnh thổ từ tay Ukraine với hai điểm nóng ở Kupiansk, Kharkov và mặt trận Donetsk. Donetsk tiếp tục là điểm nóng nhất trên chiến tuyến khi Nga liên tiếp giành được lãnh thổ tại đây nga đã kiểm soát hầu hết lugansk và đẩy nhanh tốc độ tiến công ở donetsk với mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực donbass trung tâm công nghiệp nặng hàng đầu của ukraine cũng như nơi tập trung nguồn dự trữ lượng khoáng sản dồi dào của kiev nga đang tận dụng ưu thế áp đảo về nhân lực và hỏa lực để giành được ưu thế trước ukraine khi mùa đông đang tới gần và điều kiện địa hình sẽ trở nên bất lợi cho hoạt động tác chiến Phát biểu với các phóng viên hôm 31 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đà tiến công của Nga ở Ukraine đang nhanh nhất trong hơn hai năm qua. Xu hướng này khiến giới chức Ukraine và phương Tây lo lắng. Theo ông Peskov, đó là lý do tại sao Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk như truyền thông đưa tin những ngày qua. Ông Peskov nhấn mạnh thêm, kế hoạch của Ukraine dù bí mật hay không đều cho thấy Kiev muốn lôi kéo các nước phương Tây hoàn toàn vào cuộc chiến với Nga càng nhanh càng tốt và hợp pháp hóa nó. Người phát ngôn Điện Kremlin nhận định, rõ ràng tất cả kế hoạch hòa bình và kế hoạch chiến thắng về cơ bản đều là những nỗ lực của Kiev nhằm lôi kéo các nước phương Tây tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột và hợp pháp hóa sự tham gia đó. Theo Ukraine Form, Giám đốc Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch Ukraine, CCD, ông Andriy Kovalenko cho biết lực lượng quân đội Triều Tiên đã xuất hiện tại Donetsk. Phát biểu trên truyền hình, ông Kovalenko nêu rõ những binh sĩ này chưa trực tiếp tham chiến do họ thuộc binh chủng công binh, tuy nhiên khả năng họ sẽ sớm được điều động. Ông Kovalenko còn nhấn mạnh những binh sĩ Triều Tiên này sẽ mặc quân phục Nga, sử dụng giấy tờ Nga, hòa vào cùng những người Kanmik và Buryat nhằm che giấu thân phận quân nhân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là chiến thuật mà phía Nga đang tính toán. Chỉ ít, chúng tôi nắm được kế hoạch như vậy của đối phương, triển khai lực lượng này trước tiên tại mặt trận Donetsk. Theo ông Kovalenko, sau giai đoạn khởi động, họ sẽ được điều động tới các khu vực khác. Ông phân tích, việc triển khai 10.000 đến 12.000 quân nhân Triều Tiên tại một hướng sẽ giúp Nga rút quân khỏi đó để điều động sang phía đông, đặc biệt là khu vực Kharkov. Do vậy, không nên đánh giá thấp mối đe dọa từ lực lượng quân sự Triều Tiên. liên quan đến tình hình xung đột tại trung đông truyền thông nhà nước liban cho hay máy bay chiến đấu của israel đã mở hàng loạt cuộc không kích dữ dội vào khu vực asira ở thành phố banbek lịch sử và một thị trấn gần đó vài giờ sau khi ban hành lệnh sơ tán toàn thành phố các con đường ra khỏi banbek thành phố ở phía đông của liban nhanh chóng bị tắc nghẽn do các phương tiện đều cố rời thành phố sau khi quân đội israel tuyên bố sẽ sớm tấn công các mục tiêu của hezbollah ở đây các quan chức thuộc lực lượng phòng vệ dân sự liban đã sử dụng loa phóng thanh để thúc giục người dân rời đi trong khi các thánh đường hồi giáo và nhà thờ cũng truyền tải thông điệp tương tự theo telegraph có nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những đám khói bốc cao sau khi israel tiến hành không kích ngoài ra thị trưởng Bech cũng cho hay thành phố này bị tấn công liên tiếp đợt không kích này vào Bech diễn ra hai ngày sau khi israel đã mở đợt tấn công tương tự xung quanh thành phố các quan chức liban cho biết hơn một nửa trong số 250.000 cư dân ước tính của thành phố này đã sơ tán, trong khi phần còn lại chủ yếu chen trúc trong một số khu phố có đa số người Sunni sinh sống. Người phát ngôn quân đội Israel Avichai Adria đã báo trước về các cuộc không kích bằng một bài đăng trên mạng xã hội X với nội dung Israel sẽ hành động mạnh mẽ chống lại lợi ích của Hezbollah tại thành phố và làng mạc của các bạn. Vì sự an toàn của bản thân, mọi người phải sơ tán khỏi nhà ngay lập tức và di chuyển ra khỏi thành phố. Thông điệp của quan chức này bao gồm một bản đồ toàn bộ thành phố Bách và vùng ngoại ô. Hôm 31 tháng 10, một quan chức cấp cao của Hamas cho biết nhóm này đã bác bỏ mọi đề xuất về tạm dừng cuộc giao tranh kéo dài hơn một năm qua ở Gaza. Thay vào đó, phải là một lệnh ngừng bắn lâu dài. Theo quan chức này, Hamas không đồng tình với việc tạm dừng giao tranh để rồi xung đột lại tiếp tục xảy ra. Phong trào hồi giáo có vũ trang này khẳng định chỉ có giải pháp chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn mới là điều được ủng hộ. Hồi tháng 7, phong trào Hồi giáo Hamas đã giảm bớt các điều kiện để chấp nhận lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ở Gaza, đồng thời gửi các đề xuất mới tới các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar. Theo kênh truyền hình Al Masira do lực lượng Houthi điều hành, một máy bay chiến đấu của lực lượng liên quân Mỹ Anh đã tiến hành không kích thành phố cảng Hodeida bên bờ biển Đỏ của Yemen. Cuộc không kích diễn ra gần trường Đại học Hodeida. Tuy nhiên, Al Masira không cho biết thông tin chi tiết về vụ không kích cũng như con số thương vong. Các nhân chứng cho biết một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thành phố Hodeida. Bộ Tư lệnh Chỉ huy Trung tâm Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến thông tin trên. Tiếp tục với những diễn biến liên quan đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, kết quả thăm dò của AP, NOP vừa được công bố cho thấy đa số người Mỹ được hỏi trả lời rằng họ cảm thấy bất an về chiến dịch tranh cử năm nay khi chỉ còn vài ngày nữa là cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới. Theo kết quả thăm dò được tiến hành, đối với 1.233 người trưởng thành, cứ 10 người được hỏi thì có 7 người bày tỏ lo lắng hoặc thất vọng về chiến dịch tranh cử. Chỉ khoảng 30% cho biết họ hào hứng với các cuộc chạy đua giữa hai ứng cử viên Kamala Harris và Donald Trump vào Nhà Trắng. Một số nhóm thậm chí còn lo ngại hơn thời điểm cách đây 4 năm, dù cuộc bầu cử khi đó diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Năm 2020, kết quả cuộc thăm dò của AP, NOC, cho thấy khoảng 65% số người Mỹ được hỏi lo ngại về cuộc bầu cử. Với thành viên của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, mức độ lo lắng cũng cao hơn chút. Khoảng 80% số thành viên đảng Dân Chủ được hỏi bày tỏ lo lắng, tăng nhẹ so với tỷ lệ khoảng 75% trong cuộc bầu cử trước. Khoảng 65% thành viên của Đảng Cộng Hòa cũng có cảm giác này, tăng 5% so với hồi năm 2020. Cảm giác bất an bao trùm cử tri Mỹ vào tuần cuối của chiến dịch vận động tranh cử. Cuộc đua giữa hai ứng viên rất sát sao trên cả nước, cũng như tại các bang giao động quan trọng, khi các kết quả thăm dò gần đây cho thấy cả ông Trump và bà Harris đều không có lợi thế đáng kể hơn so với đối thủ. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý, trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc cùng Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-hyun, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố Washington sẵn sàng hỗ trợ Hàn Quốc bằng cả năng lực hạt nhân quân sự và phi hạt nhân. Ông Austin cho hay, tôi đã đảm bảo với Bộ trưởng Kim rằng Mỹ vẫn cam kết hoàn toàn bảo vệ Hàn Quốc và cam kết gian đem mở rộng của chúng ta vẫn vững chắc. Cam kết này được hỗ trợ bởi toàn bộ năng lực phòng thủ tên lửa thông thường, hạt nhân và phi hạt nhân tiên tiến của Mỹ. Ông cũng thông tin thêm rằng, Mỹ và Hàn Quốc sẽ quay trở lại các cuộc tập trận quy mô lớn và tăng cường sẵn sàng kết hợp với khả năng tương tác. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang. Siêu bão Công đã đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc với tốc độ gió tối đa lên tới 184 km h gây ra những con sóng cao tới 10 m và buộc hàng nghìn người phải đi sơ tán. Ít nhất một người đã thiệt mạng và 73 người khác bị thương trong các điều kiện thời tiết cực đoan do bão gây ra. Cơ quan khí tượng cho biết, bão Công Rây tấn công bờ biển phía đông tại thị trấn Trình Cống, thuộc huyện Đài Đông lúc 13 giờ 40 phút ngày 31 tháng 10 theo giờ địa phương. 8.600 người ở các quận và thành phố dễ bị tổn thương, bao gồm Nghi Lan, Hoa Liên và Đài Đông đã được sơ tán. Hơn 400 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy, trong khi tất cả các dịch vụ tàu phà đều bị đình chỉ các cơ quan công sở và trường học trên khắp Đài Loan đã đóng cửa để tránh bão. Đường phố thủ phủ Đài Bắc vắng tanh khi những cơn mưa lớn và gió dữ dội tấn công. Với bán kính 320 km, bão Công Rây đã trở thành trận bão lớn nhất trong gần 3 thập kỷ. Cơ quan khí tượng cảnh báo tác động của bão Công Rây với toàn bộ Đài Loan sẽ khá nghiêm trọng. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất được dự báo nằm dọc theo bờ biển phía đông với lượng mưa lên tới hơn 1.000 mm trong ngày 1 tháng 11 và có cảnh báo lở đất gần 35.000 binh sĩ đã sẵn sàng để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ. Nhà lãnh đạo Đài Loan, Lại Thành Đức, cũng kêu gọi người dân nên tránh xa khu vực bờ biển trong thời gian bão quét qua. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Báo Giao Thông. Xin kính chào và hẹn gặp lại.